bầu trời đừng phải gặp lại Sao Bóng Momo này. Rồi vậy sao tôi có khách? Thì anh cứ coi tôi là khách đi. Rồi, tiền. Anh chưa làm gì hết mà anh đã đòi tiền rồi. Không chịu thì biến đi bôi. Cà chớn. Cà chớn là thằng nào? Ngày mai đến nào mà cúp cua thì sẽ bị gọi là cái gì? Cà chớn. Tôi tính nhờ anh viết giùm tôi lời bài hát. Anh đã viết lời rồi. Từ bài hát sẽ là Tình Yêu Tìm Thấy. Dạ. Ba hy vọng sẽ sớm tìm được một trái tim khỏe cho con. Buồn hay vui gì em cũng ra đó tâm sự với mẹ hết. Anh sẽ đem ra biển bất cứ lúc nào em muốn. Mà anh mất, mẹ anh thì nằm một chỗ. Tụi mình sẽ cùng nhau sống mẹ. Ông đã gây ra thảm cảnh cho gia đình tôi. Tao không hiểu sao mà mày còn dưng dấn cái cha đẻo đó luôn á. Ăn mặc gì không khác một thằng con trai à? Sao em lại tạo ra vẻ bề ngoài giống đàn ông để cố tỏ ra mình bất cần đàn ông vậy? Không bao giờ muốn sai, nhưng yêu đôi khi phải chấp nhận là vất vả.